Chào mọi người, hôm nay mình sẽ kho thịt gà với sả ớt. Đây là thịt gà mình đã ướp rồi nè. Đó, còn có sả là phải có đó, sả là đặc biệt là phải có sả ớt mà. Rồi đến ớt, đến hành, mình có cái lọ nước nước màu của nước dừa đây của Mỹ, mình mua ở chợ Mỹ. Rồi mình không có nước dừa nên mình thay cho cái hũ đây. Đó. Rồi có nước đây. Rồi cái hot pepper đây là cái ớt màu. Mình kho đơn giản lắm, trước khi mình kho thì mình nói về gia đình mình á, thì là chồng mình là người Mỹ, con mình nó cũng là người Mỹ sinh ra, nó không có ăn thịt gà kho đâu mà nó ăn thịt gà khác đây. Cái món của nó đây, buổi buổi tối của nó đã thịt gà là phải nướng nướng nguyên chất vậy đó, rồi chỉ có nướng vậy đó, rồi nó chấm với muối thôi, nó ăn với muối hả nè, nó ăn với muối rồi nó ăn thêm khoai lang, khoai tây mình nướng ở trong cái air fryer á, cái nồi chiên á, chiên không dầu á, mình nướng trong đó, mình không có, mình cho một ít dầu thôi. Với nó ăn thêm rá cà ri, rau thì nó ăn rá cà ri với cucumber, nó ăn hai cái đùi gà này nữa với cái chân này. Đó là khẩu phần ăn của con mình, và chồng mình cũng giống như vậy, không khác gì hết. À, chồng mình tất nhiên là phải nhiều thịt hơn, nhiều hơn, mình không sâu được ra. Thôi bây giờ mình đi kho thịt gà đây, cái này là mình phải kho riêng cho mình ăn thôi nha mấy bạn. Cho tỏi với dầu phi cho nó thơm. Nó thơm mùi tỏi là thôi em. Xong rồi mình bỏ sả vô. Sả nó cứng nên mình cho nó trước, thịt gà ở đây nó mềm lắm. Nó không phải như gà mà người Mỹ, ý họ vẫn thích ăn thịt gà mềm mềm. Mình mua gà organic á, nó cũng không có mềm, nó ngon giống như gà ta ở Việt Nam mình vậy. Mấy cái gà công nghiệp à, trời ơi, nó mềm cứng, mình sung. Sả với mùi tỏi nó thơm nữa. Mình cứ xào cái tỏi này tới lúc ngoài mà cảm thấy nó hơi vàng vàng là được. Thấy mình cũng thấy tỏi nó sả nó hơi, nó cũng được rồi. Mình đổ thịt gà vô, mình kho ra, mình để vô mình xào một chút cho nó săn cái thịt lại. Xào cho cái thịt nó săn lại, cái thịt nó săn lại nó mới ngon, kho nó thấm khét nó mới ngon. Hồi mà còn nhà mình còn nghèo, thời bao cấp, thời trời ơi đói, ba mình nuôi gà cũng ở trong chuồng vậy mà tối lại người ta cứ vô bắt trộm gà, ba mình dí mấy thằng ăn trộm gì mà dí. Thời bao cấp đó ai cũng khổ hết, ba mình nuôi gà để cải thiện bữa ăn, lâu lâu mới được ăn gà, gà để dành vậy đó. Khi ốm đau mới được ăn, nuôi để lấy trứng. Nhà mình ở dưới quê mà xa vùng sâu
ở chỗ đó hồi đó, sau cái năm 75 đó là ở chỗ đó là vùng sâu vùng xa, phải đi vô cái chỗ ở vùng sâu vùng xa. Ba mình mới nuôi gà cái năm tám mấy, mình nhớ năm 81 82 gì đó. Giờ mình để cho nó thịt cho nó thấm, cái đã nó sôi sôi, nó kho trong chảo riêng riêng vậy. Tí nữa rồi mình đổ đồ vô. Mẹ bạn thấy cái mình ấy đây nè. Cái quạt đã giờ nó sôi lên đây nè, gia vị nãy mình thấm rồi, giờ mình sẽ cua cái này này cái hũ này, cái lon này vô, đổ vô lon đây, cái tô nước nãy mình ướt đó nó vẫn còn có ít nước nước hầm xương nữa, rồi mình đổ vô đây. Vô để nó kho cho nó thấm. Sau khi mình đổ cái nước hỗn hợp vô, gồm có nước khâu với nước hầm xương với ít nước màu cộng với ớt nữa, ớt bột vô rồi mình đổ nó vô rồi đó mấy bạn, nó ra cái màu vậy. Giờ chỉ có việc để nó kho thôi, ớt bột nó vẫn còn. Giờ cứ để nó kho, là để nó trên bếp kho riu 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 lửa riu riu, mình để lửa chính giữa medium mà chút nữa là cho hành với ớt lên là được rồi. Các bạn để cho nó, mình để đó cho nó khó rút hết. Mình kho cái nước nó rút rồi nè, thấy không các bạn, kho chút là nè, khoảng đâu 15 phút là nước nó rút. Mình kho vừa kho vậy mà ông con ông mà nè kêu mẹ ơi cái gì mà nó hôi quá, hôi nhà quá chịu không được, mẹ làm cái gì mà nhà nó hôi quá. Giờ mình ớt vô, ớt có hành được. Con mình ông đang chơi mà ông hôi quá, ông đi lên trên lầu rồi. Này mình ăn có ông nhà này, mình ăn cái này mình ăn nhiều lắm, mình thấy ngon vậy á. Mình ăn với cá cái lời luộc, với trời sao mình quên cái tên á, với cái dưa leo ăn ngon lắm. Rồi xong thôi, tạm biệt mấy bạn nha. Bạn nào thích thì đăng ký kênh ủng hộ mình vậy nha mấy bạn. Kênh của mình chắc chuẩn bị chết rồi, không có view, không có gì hết trơn.